Thưa quý vị, đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Xuyên Mộc. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận huyện đạt được nhiều kết quả trên cả 6 nội dung cải cách hành chính, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến cấp huyện hiện đạt đến 99,9%. Năm 2022, theo kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc xếp thứ 5 trên 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cấp huyện có 48 thủ tục hành chính, cấp xã có 21 thủ tục hành chính đang triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 9 tháng năm 2023, bộ phận một cửa huyện Xuyên Mộc đã tiếp nhận gần 22.600 hồ sơ. Trong số này, đã có hơn 83% được giải quyết đúng hạn. Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến cấp huyện đạt 99,9%, cấp xã đạt trên 95%. 100% người dân hài lòng với kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Xuyên Mộc, đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lưu ý huyện cần hạn chế và khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai.